chào cả lớp. À, trước khi vào bài mới thì đây là thông tin để mọi người liên hệ với Trần Khánh ha. Các bạn liên hệ để có thể chúng ta mua sách về tự học ở nhà hay học đăng ký học online, rồi mua bán trao đổi nhạc cụ rồi vừa hết luôn. Ok ha, mua xung lơ gì đó. Các bạn cứ alo cho Trần Khánh ha. Rồi. Video này Trần Khánh hướng dẫn các bạn cái phần lớp câu trong cái điều syllabus mà ở dạng tâm trưởng nha. Và lưu ý đây là tâm trưởng. Thì thực chất mình chỉ cần là những cái câu lớp mà 2-3 câu lớp căn bản mà chúng ta có thể áp dụng tất cả các bài điều tông trưởng luôn, điều syllabus luôn. Rồi. Thường những cái bài già ở sự rất là trưởng, cái câu đầu tiên ấy, thường thường là các bạn để ở ở hợp âm đưa trưởng. Ví dụ ha, mình ví dụ mình lấy một bài ha. Ví dụ bài phút cuối đi ha. Rồi, ở đây mình đàn tinh tông đưa trưởng không có chỉnh trên móc gì nha mọi người. Rồi. Nào. Ví dụ như cái câu đầu tiên nó vậy. Mi sol la do re mi la. Cái câu đầu tiên người ta hát vô nó sẽ ở thường thường là nó nằm ở dạng đô trưởng luôn, ở tông đô trưởng luôn. Tê 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 tê. Rồi, và lưu ý rồi sau đó chúng ta sẽ lót cái câu này. Cái bài bóng năm đô trưởng đúng không? Rồi. Các bạn sẽ đàn cho mình cái câu mi nốt này ha. Nốt ngắn gọn thôi, mình không có làm nốt trên màn hình. Mi son fa. Mi son fa, mi re do si do, mi son fa, mi son fa, mi re do si do, mi son fa, mi re do si do. Rồi, nốt mình đánh cho quen rồi sau đó mình vô tiết tấu. Mi son fa, mi re do si do, mi son fa, mi re do si do. Rồi, vô thử hai nhịp ha. Mi sol la do re mi la sol. Rồi. Mi son fa mi re do si do. Phết 1, nguyên ta hát xuống là ngay phết 1. Chúng ta bỏ ngay cái phết 2, cái tấp. Tấp mi son fa. Nốt fa này nó nằm ngay phết 3. Thì cái nốt đô cuối cùng này nó sẽ nằm ngay phách 1. Ok, lập ha. La sol. Ok chưa? Ở đây các bạn để đô trưởng luôn cũng được. Không, nếu mà các bạn muốn hay nữa thì ngay chỗ mi sol fa mi re do si do thì các bạn đổi qua hợp âm là thứ, nghe nó sẽ hay hơn nhiều, rất là nhiều. Còn không thì cứ bạn, nếu các bạn cảm thấy nó khó quá trong cái việc thay đổi nhiều âm quá không cần thiết thì chúng ta cứ để đô trưởng luôn cũng được. Ok nè. Mi sol la do re mi la sol. Đó là để ở vùng nguyên là hợp âm cũ là đưa trưởng. Còn nếu thay đổi là thứ nè. Mi son fa mi re do si do. Và đổi qua là thứ ngay hơn ha. Không đổi cũng không sao các bạn. Rồi, đó là câu đầu tiên. Mi son fa mi re do si do. Ok, rồi tiếp tục. Mi la do la mi son son mi. Rồi, câu thứ hai chúng ta sẽ đi cái câu là mi đô si mi la son. Mi đô si mi la son. Thông thường cái câu thứ hai của một bài hát tông trưởng nó sẽ hay mặc định cho các bạn là nó về cái hợp âm son lắm. Thường thường nó hay về tông son trưởng.
Nếu như cái nốt nào mà giai điệu về tông sinh trưởng thì các bạn sinh trưởng hoặc sinh bảy thì cũng được nha các bạn. Thì các bạn sẽ đi cái câu thứ hai đó là cho mình đó là mi đô si, mi đô si, mi la son, mi la son, được chưa? Mi đô si, mi la son, được chưa? Mi đô si, mi mi la son. Rồi ví dụ nha, mi la đô la mi son son mi. Ok chưa? Rồi hai câu, làm lại hai câu ha. Câu thứ hai, làm lại câu thứ hai nè. Mi đô si mi la son. Thì cái nhịp của nó là gì? Một hai mi đô si mi la son. Mi đô si nằm ngang phách ba, nằm ngang phách ba. Rồi bỏ phách bốn. Mi la son nằm ngang phách một. Một hai mi đô si. Cái đầu tiên là mi son fa mi re do si do. Rồi cái thứ hai mi do si mi la son. Rồi bây giờ áp dụng hai câu này vô bài như thế nào? Tất cả những cái bài tông trưởng luôn nó đều có dạng như thế này. Ví dụ hồi nãy mình đang nói các bạn là cái bài phút cuối đúng không? Mi sol la do re mi la son, mi la do la mi son son. Phần dàn thì mình sẽ học cái một cái video hướng dẫn các bạn riêng về phần dàn điệu xì lô rọc ở những cuối đoạn. Ok chưa? Rồi. Với hai câu này chúng ta có thể áp dụng những bài khác, ví dụ dàn thôi ha. Ví dụ lâu đài tình ái. Ai sẽ vì em làm thơ tình ai? Thơ tình ai? Lâu đài dòng mi son ba mi nghe đồ gì? Anh sẽ gom mây cánh. Sao thường thường nó hay ca liên tục. Thường thường nó ở câu 1, câu 2 của điệu xì lô rốc là nó hay ngưng một nhịp. Còn những câu sau người ta ca liên tục thì chúng ta không cần phải lót câu, bỏ âm đúng ngay chỗ vị trí đó là ok. Rồi ví dụ một bài khác ha. Em ơi xuống đêm thao thức vì em. Đang 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 rồi. Ví dụ một bài khác ở trong trưởng ha. Ví dụ định mệnh. Mi son mi la 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 son. Thôi nhé em đừng nhiều hận sầu. Mi son fa mi. Câu sau là người ta hát liên tục rồi ha, và chúng ta áp dụng rất là nhiều bài. Để mình coi cái bài khác nè, ví dụ như là cái bài chờ đông các bạn. Chờ đông em ơi có phải ngoài trời đang mưa, em ơi có phải ngoài trời sáng đâu. Chúng ta không cần nói câu. Rồi bây giờ những cái phần dàn á thì mình sẽ học một cái video hướng dẫn các bạn cái dàn cuối câu riêng nha. Rồi bây giờ mình chỉ cố ý các bạn cố gắng tập hai cái câu mình hướng dẫn các bạn là mi san fa mi re do si do. Chỗ này chúng ta bỏ qua la thứ cho nó nhẹ nó êm. Ok, câu thứ hai là mi do si mi la son.
các bạn lưu ý chỗ này, mi do si mi la son nghe chỗ này, nếu được á, thì các bạn nghe chỗ này hợp âm son 7 đúng không, các bạn bỏ qua cho mình mi thứ chỗ đó cũng được, ví dụ mình sẽ bỏ qua âm mi thứ nghe nó nhẹ lại, giống như nãy đủ trường mình bỏ qua la thứ vậy đó, còn đây son 7 cái mình bỏ nhẹ qua mi thứ, tức là cái hợp âm này là kêu là hợp âm song song với nó, cái dấu quá nó gọi nhau. Nếu các bạn nào về lý thuyết về nhạc lý thì các bạn sẽ biết mình nói hôm nay vậy thôi. Rồi bây giờ hồi nãy mình nói là cái hợp âm đô trưởng chúng ta bỏ qua la thứ, sơn trưởng sơn bảy chúng ta bỏ qua mi thứ, chúng ta kéo về cho nó hay hơn tí xíu ha. Và áp dụng cách áp dụng vào những bài tông trưởng đều giống nhau thôi các bạn. Thường thường những bài tông trưởng là câu thứ nhất câu thứ hai là người ta sẽ ngưng một nhịp, thì chúng ta sẽ đẩy đưa hai câu lót này vào luôn luôn là như vậy, hết đa số là như vậy hết. Ok chưa? Rồi. Rồi chúng ta kết thúc bài đây ha, đơn giản các bạn cố gắng đơn giản như thực chất tập sao, các bạn phải tập nhiều cho quen chúng ta mới áp dụng được. Ok bye bye, chúc các lớp thành công hai câu lót rất là kinh điển này nha. Rồi bye bye nha, cái gì thắc mắc các bạn cứ comment phía dưới video, cái gì Trần Khanh sẽ giải thích hướng dẫn chi tiết thêm. Ok nha.